Sáng nay, ngày 10 tháng 9, Bộ phận Thường trực Thành ủy Đà Nẵng thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, tổ chức cuộc họp thường kỳ đánh giá tình hình công tác từ đầu năm 2021 đến nay, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến và nghe báo cáo kết quả thanh tra chuyên ngành đối với chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai các quận huyện. Dự cuộc họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Từ đầu năm đến nay, bên cạnh việc chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, nghị quyết Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt. Lãnh đạo chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện từ chuyển biến, từ chuyển hóa trong nội bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác chính trị tư tưởng được quan tâm thường xuyên, công tác quản lý cán bộ đảng viên được tăng cường, nhất là việc tham gia mạng xã hội, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào nền nếp trong sinh hoạt của nhiều tổ chức đảng địa phương, đơn vị. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được các cấp ủy đảng địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy. Công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng được tăng cường, thực hiện nghiêm minh, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong đảng. Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác dân vận được chú trọng gắn với công tác giám sát, thi hành kỷ luật đảng, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền từng bước đi vào thực chất, góp phần nâng cao vai trò, vị trí của mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở và nhân dân trong việc triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12.